Mời quý vị khán giả cùng ăn sáng với Út nha. Đây là bún riêu Út không có nấu mà mua ở chợ nha cả nhà, nhưng mà cũng rất ngon cả nhà ơi. Bún riêu nha, hai mẹ con hai tô bún riêu. Đặc biệt là có mấy loại rau này rất ngon nha, rau gém, còn có giá, bắp chuối, ngò, quế, mò om, rau muống bào. Ở dưới quê này bán rẻ cả nhà ơi, tô bún riêu này là 20k. Bún riêu còn nóng hổi luôn nha cả nhà, còn nóng nên mình không có ham. Quá trời thấy ngon luôn cả nhà ơi, đặc biệt là cái chén muối ớt mà có mắm mắm nêm nè cả nhà. Út đổ chung luôn, mà Út không có ăn chanh, không thích ăn chanh. Quá sáng ngon luôn nha. Út mời quý vị khán giả cùng ăn nha cả nhà, đặc biệt là có cái chén ớt hiểm nè, ớt nhà nha, ớt nhà mắm nêm. Quá sáng ngon luôn nha cả nhà. Mời quý vị khán giả cùng ăn nha. Bún riêu cua đồng. Quá sáng ngon luôn. Ớt hiểm. Cay sặc luôn. Cay sặc luôn cả nhà, cua đồng. Ngon quá. Bún riêu cua đồng ngon quá cả nhà ơi. Út mời cả nhà mình cùng ăn với Út nha. Nếu quý vị khán giả có yêu thương Út, xin cho Út xin một like nha cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Út, để Út có nhiều động lực ra nhiều video cho quý vị khán giả mình cùng xem. Ở dưới quê mình thì chủ yếu là ăn mấy cái món này thôi cả nhà ơi. Có gì đâu, hủ tiếu làm tới, bún nước lèo. Đặc biệt là mấy ngày rằm với 30 á, Út mới ăn chay, bình thường thì mình ăn mặn. Ở trời ớt hiểm nó ngon. Ngon lắm. Cà chua nữa nè. Cuối video Út cũng xin chân thành cảm ơn tới quý vị khán giả luôn luôn ủng hộ kênh của Út xin nha. Chúc quý vị khán giả luôn luôn nhiều sức khỏe và bình an, mọi điều thành công tốt đẹp, máy bay nha. Hẹn gặp lại quý vị khán giả nha.